Xin chào quý vị, hiện tại Thùy Linh đang có mặt tại sảnh chính của Bệnh viện Hồng Ngọc và đứng cạnh hai vị khách hàng vừa khám thai sản xong. Thì chúng ta sẽ dành ra vài phút để cùng trò chuyện với vị khách hàng này nhé. Dạ, xin chào anh chị ạ. Điều gì mà khiến mình thích nhất tại Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh em ạ chị? Nói chung là điều gì mình cũng thích. Ưng các bác sĩ đầu tiên. Dạ vâng. Bệnh viện mới, vâng. Khách sạn 5 sao. Trên cả mong đợi của mình dạ luôn. Vâng. Dạ vâng, để em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trò chuyện với các vị khách khác của chúng tôi nhé. Không biết là có ưu điểm gì ở Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh mà anh cảm thấy hài lòng nhất ạ? Thì anh thấy bác sĩ khi mà thực hiện thủ thuật rất là nhẹ nhàng và đặc biệt là giải thích rất là chi tiết. Mình rất là hài lòng vì phục vụ ở đây rất là chu đáo. Mình không cần phải người nhà đến để chăm sóc, tất cả mọi cái đều có y tá phục vụ tận tình. Khá là bất ngờ vì bệnh viện có cái khuôn viên rất là đẹp. Các bạn y tá thì rất là nhiệt tình. Mà mình có cái cảm giác là không phải đi như đi bệnh viện nữa, mà mình như cảm giác là đi du lịch nữa. Rất là thoải mái. Chắc rằng trong thời gian sắp tới, nếu trong gia đình mà có các vấn đề về sức khỏe thì tôi cũng chắc chắn là sẽ tiếp tục đến cơ sở mới của Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và chữa bệnh. Thùy Linh cảm thấy rất tự hào qua những lời chia sẻ của các vị khách hàng của chúng ta trong ngày hôm nay. Và em tin rằng đây cũng là một nguồn động lực lớn nhất cho y bác sĩ cũng như là nhân viên của Bệnh viện Hồng Ngọc. Thời gian sắp tới sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.